tôi đến dự một cái liên hoan điêu khắc cát thế giới tại thành phố Review, Massachusetts. Sau khi đi tàu điện ngầm xuống trạm cuối, trạm Wonderland, chúng tôi bước ra ngoài là một không gian biển ấm và những đống cát khổng lồ được biến thành những bức tượng. Và đập vào mắt chúng tôi là điêu khắc cát về cái sự kiện kỷ niệm 50 năm phi thuyền Apollo 11 bay lên cung trăng. Và diễn đạt lại là một cái khung cảnh bằng cát, nhưng tất cả cái chi tiết từ tên của ông Louis Armstrong, những người đầu tiên bước lên mặt trăng và các chi tiết khác rất chính xác. Không chỉ có tôi, hàng ngàn người đã đến. Hôm nay mới vừa khai mạc, người ta chỉ đang làm chứ chưa hoàn thành những tác phẩm điêu khắc cát. Rất nhiều những cái nghệ sĩ đến từ nhiều nước như là Canada, Pháp, Nga, Đức v.v. đã tới để thi. Cát được chất đóng và sau đó được các nghệ sĩ điêu khắc. Không chỉ điêu khắc, bên đối diện là một cái sân ca nhạc. Rất nhiều ca sĩ nổi tiếng của thành phố đã đến đây biểu diễn miễn phí. Và không chỉ có điêu khắc cát, rất nhiều cái cơ hội ăn theo của những cái đoàn xiếc, những cái xe bán đồ ăn, tất cả ăn uống đều được bán trên xe. Và họ hẹn nhau hàng vài chục cái xe bán đủ loại thực phẩm, thức ăn nhanh của Mỹ, Pháp, Ý. Và ở bên bờ biển thì dưới bờ biển thì mọi người đang tắm, còn ở ven biển, ven bờ cát thì những nghệ sĩ cũng đang tiếp tục tác phẩm của mình. Sau khi làm xong thì họ có một cái nước, có lẽ là một loại keo, nước có chứa keo, họ xịt lên bề mặt để gió khỏi phải bay. Các bạn thấy là một cái nghệ sĩ nữ cũng đang vất vả với những cái tác phẩm của mình dở dang. Đây là một tác phẩm làm nhưng mà bị bể, nhưng theo tôi biết thì như họ cố tình làm cho nó vỡ nứt ra, gây một ấn tượng lạ. Thưa các bạn, những nghệ nhân phải dùng xẻng, dùng dao. Đây là một nghệ sĩ từ Canada. Đây, anh có một cái khuôn mặt rất là điển trai và làm bằng những cái bay, những cái kéo, tỉa từng chi tiết nhỏ, từng cái tượng nhỏ xíu, các bạn thấy không? Vẫn đứng, mặc dù là đã làm cho nó bể ra, nhưng hai bức tượng chính nhỏ vẫn đứng. Và ở chỗ khác, một nghệ nhân nữ cũng đang làm tác phẩm của mình. Và rất nhiều người, đặc biệt là những người đi xe lăn cũng đến tham dự. Và không chỉ là thưởng thức những bức tranh điêu khắc, họ còn ăn, chơi, ca, hát, nhảy, múa và tắm biển. Hôm nay trời rất nóng, biển tương đối ấm. Một nghệ nhân nữ ở Washington cũng đã xuống. Hầu hết họ dùng những cái thiết bị hiện đại để lắp cát. Và trên bờ thì rất nhiều xe cảnh sát. Cảnh sát khắp nơi, hai vòng ngoài vòng trong, và trên trời thì là trực thăng của cảnh sát quần thảo liên tục. Có lẽ cũng để nhằm dọa những ai có ý định gì đó. Và cái trung tâm vẫn là cái điêu khắc
về cái kỷ niệm 50 năm lên mặt trăng. Và rất nhiều du khách đã đứng chụp chung với những cái tượng du khách đó làm kỷ niệm. Dù rất nắng nhưng mà mọi người đều có cơ hội phơi nắng. Đây các bạn thấy những chi tiết rất là tinh xảo, mặc dù là bằng cát. Và sau cái lễ hội thì đập bỏ đi, nhưng người ta vẫn làm rất công phu. Các nghệ sĩ đã đến từ những ngày trước, một cô gái đi xe lăn cũng đã đến chơi. Bạn thấy không, những cái chóp rất nhọn, nhưng mà có lẽ nhờ loại keo gì đó nó dính rất là chắc. Và phải nói rằng là những cái bức tượng điêu khắc cát rất thú vị, biểu tượng cho nhiều cái ý tưởng. Ở dưới biển thì những cô gái mặc bikini cũng đang tiếp tục tắm dẫn sau khi đã thưởng thức những cái màn điêu khắc cát. Một nghệ nhân nữ đang tiếp tục thực hiện. Họ đắp lên, họ đào ra bể rồi lại đắp lại. Một không khí lễ hội vui nhộn, hấp dẫn, nghệ thuật ở trên bãi biển của thành phố Review. Bang Massachusetts. Và rất nhiều anh chàng đẹp trai, to khỏe, body 6 múi cũng phô trương. Và rất nhiều người đã ca hát nhảy nhót theo một cô ca sĩ nổi tiếng ở trên sân khấu. Không chỉ những người bình thường, rất nhiều người già, người tật nguyền đi xe lăn cũng đến thưởng thức. Những cô gái trẻ, rất nhiều người đủ loại màu da, cả người Hồi giáo, cả những cái đoàn xiếc rong cũng tranh thủ đến để kiếm thêm tiền và được cơ hội để phô trương. Và nhìn quanh chỗ nào cũng thấy cảnh sát, kể cả chó nghiệp vụ mà ngồi trên xe. Được biết là những người ở đây cho rằng là những lễ hội này thì cảnh sát xuất hiện để ngầm dọa những người có ý định quậy, say xỉn hay là tội phạm vân vân. Tôi đã tham dự khá nhiều lễ hội ở Boston, ở Mỹ, nhưng mà thật sự chưa thấy đánh lộn, chưa thấy say rượu, ngáo đá hay là giật dọc hay là móc tối, thật sự như vậy. Và họ sinh hoạt, ăn chơi, nhảy múa rất là nhường nhịn nhau. Hầu như không thấy uống bia. Và cảnh sát đi tuần bằng xe đạp. Mùa nào thích đấy, mùa hè thì cảnh sát đi bằng xe đạp, xe điện hoặc là cưỡi ngựa. Các bạn thấy những chi tiết viết chữ rất là sắc sảo. Tôi chờ cho nắng chiều chiếu trách thì mới chụp nghiêng. Một em bé đi xe lăn thì cụt chân nhưng mà vẫn tham dự. Những hình ảnh vẫn còn ngổn ngang, chưa hoàn thành. Các nghệ sĩ trong giải lao đang trao đổi với nhau. Năm ngoái tôi cũng đã dự, nhưng mà năm ngoái thì trời hơi mưa, do đó là lượng người đi không đông và chụp hình cũng không có xuất sắc đẹp lắm. Và ngoài biển thì người ta cũng không ai tắm vì rất lạnh, vì có gió. Nhưng hôm nay thì biển rất tốt, tôi cũng ráng tranh thủ chụp tấm ảnh lưu niệm với những cái điều khắc cát đó để kỷ niệm. Mời các bạn tham khảo, mời các bạn xem cùng với tôi.